Kênh âm nhạc giải trí xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả. Thì hôm nay em gái Lâm Luyến sẽ trở lại và sẽ gửi tặng đến quý vị khán giả một bài hát tiếp theo. Thì hôm nay em sẽ gửi cho quý vị khán giả bài hát nào tiếp theo vậy em? Dạ, trước tiên Lâm Luyến xin được gửi lời chào trân trọng đến quý vị khán giả. Và đến với kênh âm nhạc giải trí lần này, Lâm Luyến xin được hát một ca khúc được mang tên Buồn Làm Chi Em Ơi ạ. Thì ca khúc Buồn Làm Chi Em Ơi này là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường. Thì đây là một bài hát rất là hit trong thời gian vừa qua. Thì hôm nay em gái Lâm Luyến sẽ gửi tặng đến quý vị khán giả bài hát này dưới dạng cover. Quý vị yêu mến kênh âm nhạc và giải trí cũng giống như là ủng hộ cho tất cả những giọng hát trong kênh của chúng em, thì em xin quý vị hãy cho chúng em một like và một subscribe để chúng em có thêm động lực mỗi ngày ra thêm nhiều sản phẩm hay để phục vụ đến quý vị khán giả. Chúng em xin chân thành cảm ơn rất nhiều.
đêm bao nhiêu nỗi niềm theo hoa rơi bên thềm và giữ mãi tận đáy con tim. Theo hoa rơi bên thềm và giữ mãi tận đáy con tim.